Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Cáp đầu ngày hôm nay. Hôm nay là chiều ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ ở Việt Nam đó. Các bạn đã bước qua đầu tuần ngày thứ hai rồi. Thì cũng như là mọi ngày Chủ nhật chúng ta trước hết sẽ cùng nhau xem coi là trong tuần này có những cái thông tin tài chính gì nổi bật hay là không. Và đặc biệt đó chúng ta sẽ kết thúc tháng 2 trong tuần này các bạn. Mới đây thôi đó mà chúng ta đã kết thúc 2 tháng đầu năm rồi. Thì chúng ta sẽ cùng nhau xem coi là trong tháng thứ ba này sẽ có cái thông tin nổi bật gì. Cũng như là trong tháng 4 đó sẽ có những thông tin tức lớn gì. Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về những cái điều đó cũng như là chúng ta sẽ cùng nhau chung bình giá cao demo các bạn mỗi một chủ nhật đó chúng ta sẽ cùng nhau chung mình giá theo demo để xem coi là cao đó bây giờ đến đâu rồi các bạn chúng ta cũng đã cùng nhau chung mình giá từ tháng tư của năm 2022 rồi và cái kết quả rất là tốt các bạn tôi sẽ chia sẻ chi tiết với các bạn một lát nữa cũng như là chúng ta sẽ nhìn vào tình hình chung của thị trường ra sao các bạn BTC bây giờ ra là gần 52.000 đô Ether đã hơn 3.100 đô rồi thì chúng ta hãy xem tình hình chung của thị trường đang như thế nào tình hình on chain ra sao bao nhiêu người đang có lời thời đào có đang bán hay là không và những lệnh đòn bẩy bây giờ còn nhiều nhiều. và nếu như mà còn nhiều đó, thì nó sẽ nằm ở cái mức nào các bạn chúng ta sẽ cùng nhau nói tới những cái thông tin đó nhưng mà trước hết á, thì hiện bây giờ vẫn chưa có cái tài liệu liên quan tới thị trường futures của chứng khoán hoa kỳ cho nên chúng ta sẽ không nói về vấn đề đó còn về thông tin liên quan đến là những sự kiện lớn trong tuần này đó thì các bạn nhìn thấy trên màn hình trước hết đó, là trong tuần này chúng ta cũng có vài sự kiện rất là lớn các bạn ngày mai là ngày thứ hai tại Hoa Kỳ thì chúng ta không thấy có cái sự kiện gì lớn được lên lịch nhưng mà ngày thứ ba đó chúng ta sẽ có cái chỉ số giá nhà S&P case thì đây là một cái chỉ số cho chúng ta thấy được là giá nhà ở Hoa Kỳ bây giờ đó ở 20 thành phố lớn nó như thế nào mà thôi và tôi nghĩ là giá nhà vẫn đang rất là cao các bạn chúng ta đang trong một cái thời kỳ cực kỳ thú vị cách đây vài năm nên nếu như mà các bạn nói với ai đó nhất là nói với những cái người mà họ chuyên về kinh tế đó là một ngày nào đó hoa kỳ sẽ tăng lãi suất lên cái mức cao kỷ lục trong vòng mấy chục năm qua bây giờ đó các bạn vay mượn mua nhà 30 năm nó là lên tới là hơn 7% nhưng mà giá nhà Hoa Kỳ nhìn chung đó thì vẫn ở mức cao kỷ lục thì nhiều người sẽ nói với các bạn là làm gì có chuyện đó khi mà lãi suất tăng ra giá nhà sẽ giảm nhưng mà chúng ta đang chứng kiến một cái sự kiện hoàn toàn khác nói chung đó thì những người nào mà theo dõi kênh mấy năm qua cũng đã có thể có được một cái cảm nhận rồi các bạn cũng sẽ nhìn thấy được là đối với kinh tế đó thì rất là khó đoán các bạn nó không giống như sách vở và trên căn bản đó, nói về chuyên gia kinh tế đó thì rất nhiều người cũng thường hay đoán sai chúng ta cũng đang nhìn thấy được khi mà dịch bệnh xảy ra đó thì biết bao nhiêu người nói là chứng khoán Hoa Kỳ à, sẽ giảm sâu bao nhiêu hay là những cái tài sản như là nhà hay là chúng ta nói tới crypto đó thì sẽ không thể nào mà tăng được nhưng mà trong vòng vài tháng thôi sau khi mà có dịch bệnh thì tiền đã đổ vào à các bạn dẫn đến là giá cả tăng vọt và đạt đỉnh mới và liên tục đạt đỉnh mới sau đó thì chúng ta có thể nhìn thấy được là có rất nhiều thứ đó khi mà chúng ta áp dụng ngoài đời thật nó rất là khó để mà biết trước được ngoài trừ là các bạn có kinh nghiệm mà thôi chứ nên chúng ta cảm thấy là rất may mắn khi mà chúng ta đang ở trong một cái thời kỳ nó có cái sự bất ổn và một thời kỳ cực kỳ đặc biệt khi mà chúng ta nhìn thấy được là lãi suất tăng nhưng mà giá nhà phưởng ra sao dòng tiền như thế nào và cái cách hoạt động của những ngân hàng trung ương ra sao các bạn những cái đó đó thì chúng ta đang tích lũy kinh nghiệm hiện bây giờ và thuận nghĩ là nhiều người cũng đã có thể tích lũy được kinh nghiệm này ra những đợt trước đó rồi giống như là khủng hoảng năm 2008 lúc đó nó nhiều bạn có biết là thuận chỉ mới bắt đầu đi làm trong thị trường chứng khoán mà thôi lúc đó cũng chưa có nhiều tiền để đầu tư đâu các bạn và cũng còn rất là nhỏ cho nên cũng chưa có hiểu hết và đương nhiên khủng hoảng năm 2000 đó thì các bạn thấy được lúc đó thuận vẫn còn đang đi học high school cho nên không thể nào mà biết được cái cách vận hành của nền kinh tế ra sao nhưng mà có rất nhiều người các bạn thấy được là trong vòng mấy mươi năm qua họ đã tích lũy được những kinh nghiệm đó và nghĩ là họ cũng đã biết trước được là năm 2008 đó, khi mà con khủng quản rồi thì những tài sản sẽ ra sao các bạn? Đương nhiên trong thời gian ngắn hạn sẽ giảm nhưng mà sau đó tiền lại được bom vào để mà cứu nền kinh tế dẫn đến những tài sản đã tăng giá một lần nữa các bạn và đạt cái đỉnh cao hơn Năm 2020 dịch bệnh cũng như vậy Những người nào mà đã có kinh nghiệm trước đó đó thì họ sẽ nghĩ ra được kết quả sẽ là dẫn đến là lạm phát gia tăng, dẫn đến tài sản lại tăng giá và đạt mức cao nhất. Thì chúng ta cũng đang tích lũy những kinh nghiệm đó và bây giờ đó Thuận năm nay đã là 39 tuổi, các bạn chuẩn bị bước qua 40 tuổi. Nhiều bạn đó thì trẻ hơn Thuận rất là nhiều, chúng ta còn rất nhiều cơ hội phía trước chúng ta tại vì chúng ta sẽ có khủng hoảng tài chính nữa, sẽ có những cái sự kiện thiên nga đen xảy ra rồi lãi suất lại sẽ giảm xuống các bạn, rồi lại lãi suất lại sẽ tăng lên. Chúng ta thấy được là cái vòng tròn nó sẽ lập lập lại liên tục. Tại vì sao các bạn? Tại vì thị trường được vận hành bởi lòng tham và sự sợ hãi và bao nhiêu trăm năm qua nó đã gì rồi các bạn bóng bóng tài chính đã có cách đây biết là bao nhiêu trăm năm trước rồi chứ không phải là mới đây đâu và chúng ta luôn nghĩ là mọi người sẽ học được cái cách quản lý rủi ro sau mỗi lần khủng hoảng tài chính nhưng mà các bạn thấy là hết đợt này tới đợt kia chúng ta đều lặp lại cùng một cái vấn đề tại vì sao tại vì một lần nữa cái thị trường tài chính được vận hành bởi lòng tham và sự sợ hãi lòng tham là cái mà sẽ khiến cho những tài sản đặc tính mới các bạn bong bóng được tạo ra và sự sợ hãi sẽ khiến cho mọi người bán tháo dẫn đến chúng ta tạo đấy rồi chúng ta lại bắt đầu một chu kỳ mới và thường tin là chúng ta đang ngồi ở đây đang chứng kiến những cái khoảnh khắc lịch sử các bạn cho nên thường hay thường nói là trong thị trường tài chính không có chuyên gia chỉ có chu kỳ mà thôi cái mà quan trọng nhất chính là nắm bắt được cái chu kỳ tâm lý ở thời điểm hiện tại là như thế nào chúng ta hãy bây giờ hãy trở lại với những cái thông tin trong tuần này đi thì chúng ta thấy được là chúng ta có cái thông tin liên quan đến GDP sẽ được thông báo vào ngày thứ tư các bạn và và đây là cái văn bản điều chỉnh đầu tiên thì các bạn nên hiểu là mỗi lần mà có GDP đó nghĩa là tổng sản lượng quốc nội ở Hoa Kỳ thì chúng ta sẽ có 3 phiên bản thì phiên bản đầu tiên đó là các bạn đã nhận được vào tháng 1 rồi đó là cái thống kê của năm 2023 và quý 4 ra sao nhưng mà mỗi một cái GDP như vậy đó sẽ được điều chỉnh lại hai lần mới đầu đó chúng ta sẽ có cái thông báo sơ bộ chúng ta đã biết cái thông báo đó là GDP quý 4 của Hoa Kỳ là 3,3% vào tháng 1 mới đây thì chúng ta sẽ nhận được cái điều chỉnh đầu tiên là vào tuần này và cái điều chỉnh cuối cùng là cái tay khoảng chừng thêm một tháng nữa thì nói chung đó, bây giờ chúng ta sẽ nhận được cái phiên bản thứ hai của GDP ước tính cũng như vậy các bạn là 3,3% tại vì mới đầu là sơ bộ rồi họ có thêm thông tin họ lại tính toán lại một lần nữa nhưng mà thường nó thì cũng không thay đổi nhiều rồi các bạn GDP bây giờ vẫn ước tính là 3,3% có nghĩa là nền kinh tế của Hoa Kỳ vẫn đang phát triển các bạn Tuy là chậm hơn nhưng mà vẫn đang phát triển. Và chúng ta cũng có được cái thông tin vào ngày thứ năm đó chính là cái phần trăm lạm phát PCE. Và các bạn nhìn thấy được là chúng ta nói tới tổng PCE thì ước tính là 2,4%, tháng trước đó là 2,6%, có nghĩa là ước tính là giảm một chút xíu so với tháng trước đó. Core PCE nghĩa là cái phần trăm lạm phát mà không tính lương thực và năng lượng. À, thì các bạn nhìn thấy được là cũng ước tính là giảm xuống còn 2,8% so với tháng trước đó là 2,9%. Thì chúng ta cũng đã biết là mỗi một tháng đó thì khoảng chừng đầu tháng chúng ta có chỉ số liên quan đến phần trăm lạm phát CPI, rồi chúng ta khoảng chừng cuối tháng sẽ có cái thông tin phần trăm lạm phát PCE, cả hai cái đó đều là phần trăm lạm phát hàng tiêu dùng chỉ là cái cách tính nó khác một chút mà thôi. thì uh, tùy theo là ai thích sử dụng con số nào. giống như là đối với là chủ tịch John Powell của Fed thì bây giờ đây thì ông thích nhìn vào chỉ số PCE hơn, nhưng mà cái mà chúng ta có thể nhìn thấy được là cả hai chỉ số này sẽ đi cùng một xu hướng cho nên đến, đến cuối cùng thì cũng như vậy mà thôi các bạn chỉ là ai thích sử dụng chỉ số nào hơn và chúng ta sẽ nhận được chỉ số PC trong tuần này ngoài trừ những điều đó ra đó thì để thường cho các bạn thấy được những cái mà tô màu đỏ trên màn hình đó đó là những cái lời phát biểu đến từ những quan chức của Fed thì trong tuần này chúng ta cũng có khá là nhiều những quan chức của Fed sẽ phát biểu vào ngày thứ tư, thứ năm và thứ sáu hãy xem coi họ sẽ nói gì tại vì cái đợt họp kế tiếp của Fed sẽ diễn ra vào gần cuối tháng 3 các bạn khoảng chừng một tháng nữa là ngày 20 tháng 3 mới là cái đợt họp kế tiếp thì chúng ta bây giờ đã gần kết thúc tháng 2 rồi hãy xem coi là họ có suy nghĩ gì ngay bây giờ đó tôi nghĩ là cũng không có thể nào mà nói thêm được gì so với gì mà chúng ta đã từng nghe cái t ba tuần tại vì cho tới bây giờ chúng ta cũng chỉ nhận được có một cái chỉ số CPI mà thôi chúng ta hãy xem coi là trong tháng 3 này chỉ số CPI đó sẽ như thế nào và những quan chức của Fed sẽ có quyết định gì vào lãi suất của tháng 3. Nhưng mà nếu như mà chúng ta nhìn vào tháng 3 đó thì cuộc họp lãi suất sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 3. Hiện bây giờ các bạn nhìn thấy được là 97.5% nghĩ là chúng ta sẽ giữ nguyên lãi suất. Cái này hợp lý các bạn tại vì tất cả những quan chức của Fed đó, khi mà họp báo họ đều nói cùng một cái dòng suy nghĩ đó chính là còn quá sớm để có thể nói là giảm lãi suất nhưng mà lãi suất cũng coi đến đỉnh rồi có nghĩa là họ không nghĩ đến tăng nữa vấn đề bây giờ là khi nào giảm mà thôi tại vì không tăng nữa thì chỉ có một xu hướng là giảm thôi các bạn nhưng mà khi nào giảm thì hiện bây giờ đó họ chưa ra quyết định thôi nói là cần thêm thông tin cần thêm bao nhiêu thông tin thì họ không nói các bạn cần thêm bao nhiêu tháng nữa cũng không nói nhưng mà ngay bây giờ các bạn nhìn thấy được là những quan chức của fed thì đăng nhiên về là đâu đó khoảng hè năm nay sẽ là cái đợt giảm lãi suất đầu tiên và trong năm nay sẽ có khoảng chừng là ba đợt giảm lãi suất nếu như mà mọi thứ như là kỳ vọng thì tháng 3 này đó hầu như là không có cơ hội các bạn 97 mươi bảy năm phần trăm nghĩ là lãi suất sẽ giữ nguyên và chỉ có hai năm phần trăm nghĩ là có một đợt giảm lãi suất mà thôi không biết là có gì bất ngờ hay không nhưng mà ngay bây giờ đó khả năng là lãi suất giữ nguyên vào tháng 3 vào tháng 5 thì sao các bạn? Vào tháng 5 đó thì các bạn nhìn thấy được là chúng ta có 90.3% phần lớn vẫn nhiên về là sử dụng nguyên lãi suất. Nhưng mà cái phần mà nghĩ sẽ có đợt giảm đầu tiên đó là 9.6% các bạn và có 0.2% hợp đồng tương lai bây giờ đang nhiên về là chúng ta sẽ có tới hai đợt giảm vào tháng 3 và tháng 5. Nhưng mà khả năng cao bây giờ đó tháng 3 và tháng 5 sẽ không có được giảm lãi suất nào hết. Mà cái đợt đầu tiên các bạn nhìn thấy được là cái phần trăm cao đó chính là 62.5% là vào tháng 6 năm nay nghĩa là vào hè đó thì chúng ta mới có cái đợt giảm lãi suất đợt đầu tiên nó cũng phù hợp với là những gì mà chủ tịch John Powell đã chia sẻ trước đây các bạn chúng ta bây giờ ra thì vẫn kỳ vọng là vào hè năm nay tháng 6 sẽ có đợt giảm lãi suất đầu tiên và như thường chia sẻ với các bạn chúng ta cũng đã gần kết thúc tháng 2 rồi và chúng ta nhìn vào cái thông tin liên quan đến phần trăm lợi nhuận của Bitcoin từng tháng thì các bạn có thể nhìn thấy được là chúng ta tính cái hàng 2023 và 2024 đó và bên trên này là các bạn thấy đang những cái tháng từ tháng 1 cho đến tháng 12 thì chúng ta đã thấy được là từ tháng 9 của năm ngoái đó chúng ta đã bắt đầu có sự tăng trưởng đó chúng ta có October, chúng ta có November, chúng ta có December các bạn, 4 tháng xanh liên tục rồi tới tháng 1 của năm nay chúng ta cũng có một tháng có màu xanh, tuy là xanh nhẹ các bạn, tăng 0.62% nhưng mà vẫn tăng và tháng 2 này đó ngay bây giờ Tuy là còn vài ngày nữa nhưng mà ngay thời điểm bây giờ các bạn thấy được là cái phần trăm tăng trưởng là 20.94%, phần trăm tăng trưởng không hề nhỏ. Và nếu chúng ta kết thúc ở cái mức này thì chúng ta sẽ thấy được là chúng ta sẽ có liên tục 6 tháng có màu xanh. Đây là một hiện tượng cũng đã từng xảy ra trước đây nhưng mà đây là một hiện tượng là coi như cũng tương đối hiếm đấy các bạn. Tôi nghĩ là nhiều bạn cũng có thể cảm giác được là thị trường đã thật sự sôi động lại rồi và nhất là sau khi mà có Bitcoin Spot ETF vào tháng 1 tới bây giờ đã thị trường lại càng sôi động hơn nữa các bạn. Chúng ta càng gắn liền với thị trường chứng khoán. Các bạn thấy được là hôm nay và hôm qua đương nhiên là không có giao dịch của thị trường chứng khoán nhưng mà bắt đầu ngày mai đó lại là đầu tuần lại có giao dịch và chúng ta một lần nữa lại sẽ cập nhật những thông tin liên quan đến Bitcoin Spot ETF. Nó rất là sôi động các bạn. Và các bạn có thể nhìn thấy vào tháng 3 thì như thế nào? Chúng ta hãy nhìn vào tháng 3 đó thì có một cái điều mà thu nhận ra được các bạn có nhìn đi chúng ta không tính năm 2013 các bạn lúc đó là cái thị trường còn rất là nhỏ cho nên chúng ta hãy tính từ năm 2014 đi thì từ năm 2014 tới năm 2018 chúng ta nhìn thấy được là 5 năm liên tục tháng 3 toàn là màu đỏ không nhưng mà ngược lại đó bắt đầu từ năm 2019 cho đến năm 2023 đó thì các bạn nhìn thấy được là phần lớn là màu xanh thường đó phần lớn tại vì chúng ta có một cái con số âm 24.92% cho năm 2020 các bạn. À, rồi sau đó các bạn thấy được là từ 21 cho đến 23 đó thì 3 năm liên tục là màu xanh. Thì năm nay như thế nào? Có nhiều bạn nói là chúng ta có khả năng nhìn thấy được là có một cái sự lặp lại của năm 2020 hay là không tại vì đây là chu kỳ mà 4 năm. Thì cái mà các bạn nên hiểu là năm 2020 vào tháng 3 đó chúng ta đã có cái sự bùng nổ của dịch bệnh dẫn đến là trong thời gian ngắn đó tất cả tài sản chúng ta nói tới là thị trường của vàng, thị trường của crypto thị trường của chứng khoán nó điều giảm mạnh hết các bạn. Nhưng mà ngay sau đó tháng tư đó lại tăng mạnh ngược trở lại và chúng ta nhìn thấy được là năm 2020 là cái năm mà cũng giống như là chu kỳ mà 4 năm chúng ta thường hay nói đến. Giá của BTC lại lập đỉnh mới khoảng chừng là 6 đến 8 tháng sau khi mà Covid Covid Haven, cho dù là có đại dịch diễn ra vào năm đó các bạn và cũng là vì đại dịch dẫn đến là tiền đi vào thị trường này rất là nhiều. Thì nếu các bạn nghĩ là tháng 3 năm nay nó sẽ giống như là năm 2020 thì phải có cái gì đó một cái thiên nga đen xảy ra và trên căn bản đó vào tháng 2 của năm 2020 đó chúng ta đã bắt đầu nói tới dịch bệnh. Nhưng mà cái sự bùng nổ đó là xảy ra vào tháng 3 tại Hoa Kỳ. Nhưng mà vào tháng 2 chúng ta đã biết rồi Bây giờ chúng ta lại gần kết thúc tháng 2 rồi. Cái thời gian này 4 năm trước chúng ta đã nghe nói về dịch bệnh rồi. Bây giờ đó thì cái gì sao là thiên nga đen? Nếu các bạn nghĩ các bạn có thể comment ở bên dưới. Nhưng mà nếu như mà không có thiên nga đen đó, thì khả năng chúng ta sẽ lặp lại những năm như năm 2021. 22 một năm mà cực kỳ tệ chúng ta vẫn có sự tăng trưởng là 539%. Và đương nhiên năm ngoái đó thì vào tháng 3 chúng ta có sự tăng trưởng 22.96%. Một lần nữa là chúng ta có thể thấy được là đã 6 tháng liên tục tờ màu xanh rồi. Thì khả năng 7 tháng liên tục màu xanh là bao nhiêu? cái đó rất khó nói các bạn, không có cái quy định gì nói là chúng ta không thể có 7 tháng liên tục hay là thậm chí một năm liên tục màu xanh hết. nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là thị trường sớm muộn gì cũng phải có một đợt điều chỉnh, không có gì có thể tăng mãi mãi được các bạn và đó cũng là một cái rất cần thiết để có một cái sự tăng trưởng dài hạn khi mà chúng ta nói tới những cái chỉ số như là phần trăm có lời. tuy là xem từng tháng từng tháng như vậy đó thì rất là sôi so động, từng ngày từng ngày cũng rất sôi so động nhưng mà thuận thì thích zoom ra để xem cái xu hướng chung là như thế nào các bạn và chúng ta vẫn đối thuận là đi theo chu kỳ mà 4 năm chúng ta vẫn sẽ có Bitcoin halving vào tháng 4 và chúng ta sẽ được là thường là thị trường sẽ cực kỳ sôi động khoảng chừng nửa năm đến 8 tháng sau khi mà có Bitcoin halving. Và trong cái tháng 3 này chúng ta cũng sẽ có cái cập nhật lớn của Ethereum là cái cập nhật Dan các bạn. Đây là cập nhật mà nó kết hợp cả hai cái một cái gọi là Dan và một cái gọi là Cancun. Cancun là cái cập nhật cho mạng lưới chính thức của Ethereum và Dan thì thì nhớ đó đây là cập nhật cho mạng lưới tầng 2 của Ethereum thì khi mà cập nhật này được kích hoạt rồi đó mạng lưới tầng 2 của Ether sẽ cực kỳ nhanh và cực kỳ rẻ các bạn đây là một trong những cái bước tiến tới mạnh của Ethereum và các bạn thấy được là giá Ether cũng đang rất tốt hiện tại thuần cũng đã từng chia sẻ về cập nhật đàn này nhưng mà nào mà muốn hiểu hơn nó có thể lên trên Google và chỉ cần các bạn gõ thuần capital đàn sẽ có những cái bài thuần chia sẻ trên mạng xã hội liên quan đến cái cập nhật này thì đó là một cái sự kiện rất lớn của Ethereum trong cái tháng 3 này các bạn và đương nhiên vào tháng 5 chúng ta sẽ có những cái cập nhật liên quan đến Ethereum ETF các bạn. Và cái sự kiện Bitcoin Heaven thì chúng ta còn 55 ngày nữa sẽ đến cái sự kiện đó và lúc đó thì cái số lượng Bitcoin được đào ra sẽ giảm xuống còn có 3.125 Bitcoin mà thôi. Và đây là cái sự kiện halving lần thứ tư trong lịch sử của Bitcoin. Và cho dù như vậy đó các bạn nhìn thấy được là JP Morgan thì đã chia sẻ một cái suy nghĩ đây là ngân hàng lớn tại Hoa Kỳ. Thì JP Morgan đã tuyên bố là cái hiệu ứng của đợt halving tiếp theo đã được phản ánh trong khoảng giá hiện tại là 50 tới 52 ngàn đô. Thì có rất là nhiều người họ chọc quê Jamie Diamond thì cũng có lý do của họ các bạn. Nhưng mà Thường nên thì nhìn vào thông tin này một cách tích cực hơn Nếu như mà JP Morgan nói là Từ đây cho đến Bình còn 55 ngày nữa Nghĩa là gần 2 tháng đó Mà giá Bitcoin sẽ trong phạm vi 50-52 ngàn đô thì rất là tốt các bạn Tốt hơn rất nhiều so với như đợt bình trước đó Tại vì các bạn cũng đã Thấy được là Bitcoin bình Thì ngay cái ngày Harbin thường là giá của Bitcoin Sẽ khoảng phân nửa cái đỉnh trước đó Giống như là đỉnh trước đó là 20 ngàn đô Thì đợt bình năm 2020 là Khoảng chừng 10 ngàn đô Thì nếu như mà các bạn nghĩ đến cái đỉnh gần đây của Bitcoin là 69.000 đô vào năm 2021 thì nếu như mà như những đợt bình trước đây đó thì cái lúc bình nghĩa là vào tháng 4 giá Bitcoin là phân nửa cái mức đó là khoảng chừng giả sử như là 35.000 đô đi thì 50 tới 52.000 -52 đã là cái mức coi như rất tốt rồi các bạn cho nên cái này nó không phải là tin tức phết gì đâu chỉ là nhiều người thì họ không thích JP Diamond cho nên các bạn thấy được là họ cũng thường hay chống à, đó là những gì mà được chia sẻ bởi JP Morgan nhưng mà cái điều mà các bạn nên hiểu đó là JP Morgan vẫn là ngân hàng mà họ có sự ủng hộ đối với crypto, họ có nhiều sản phẩm liên quan đến crypto lắm các bạn Chỉ là Jamie Dimon, CEO của họ thì không thích crypto và không phải mới đây đâu các bạn, chúng ta nhìn thấy được là cách đây 10 năm Tháng 1 của năm 2014 đó thì uh, Jamie Dimon đã tấn công Bitcoin rồi các bạn, 10 năm trời 10 năm trời các bạn, liên tục năm 2014, 15, 16, 17, 18 và thậm chí gần đây đó thì... Uh, ông cũng tấn công Bitcoin nhưng mà tới cuối cùng là thì ông nói là ông không muốn bàn về Bitcoin nữa các bạn. Đương nhiên rồi, 10 năm qua từ khi mà Jamie mình nói xấu về Bitcoin tới bây giờ đó thì các bạn thấy mạng lưới ngày càng lớn mạnh, cái sự chấp nhận ngày càng lớn và giá thì ngày càng tăng so với cái đây 10 năm và Bitcoin đó không còn là một cái gì đó mới ra đời cái tay mấy năm các bạn, Bitcoin đã ra đời 15 năm rồi. 15 năm rồi nếu các bạn có đứa con ra đời cùng lúc với Bitcoin White Paper thì bây giờ đứa con các bạn đã khoảng chừng 15 tuổi rồi các bạn nó đã chuẩn bị đi học đại học rồi và các bạn có thể tưởng tượng được khoảng thời gian đó nó không hề ngắn đương nhiên không thể so sánh được với những tài sản như là vàng nhưng mà đến lúc nào đó thì tôi nghĩ mọi người cũng nên có một cái cách nhìn khác về Bitcoin các bạn nếu như mà nói Bitcoin là cái gì đó nó sẽ sớm tàn thì sớm là bao nhiêu năm các bạn Bitcoin đã là 15 năm rồi và thậm chí Bitcoin tồn tại tới bây giờ đã lâu hơn một số đồng pháp định, có nghĩa là một số tiền của chính phủ không tồn tại tới 15 năm nữa các bạn trên thế giới này Bitcoin tồn tại còn lâu hơn một số đó nữa thì các bạn có thể thấy đây không phải là một cái gì đó như là nhiều người nói là một cái phong trào và sẽ biến mất đâu <laughs> và bây giờ đó là một phần của thị trường tài chính rồi nó lại còn khó biến mất hơn nữa và khi mà chúng ta theo dõi thị trường crypto này đó tôi nghĩ là nhiều bạn sẽ nhận ra được là thị trường này đó nó có một cái gì đó khiến cho những người mà có thể nói là trước khi có Bitcoin đó là bất khả xâm phạm trong thị trường tài chính các bạn. Những người gọi là chuyên gia đoạt giải Nobel về tài chính hay là chúng ta có những cái chủ ngân hàng lớn như là Jamie Dimon của JP Morgan. Những người mà lời nói của họ đó như là lệnh trong thị trường tài chính các bạn. Nhưng mà khi mà có Twitter rồi, khi mà có Bitcoin xuất hiện rồi đó thì mọi người thì cũng có thể hiểu được là những gì họ nói đó thì phần lớn cũng không phải là sự thật đâu các bạn và cũng không đúng đâu. Chúng ta có thể nhìn thấy được là họ đã liên tục nói Bitcoin như thế nào thì giá Bitcoin bây giờ đã sao các bạn? Cộng đồng Bitcoin bây giờ như thế nào so với trước đây và cái hệ sinh thái Bitcoin như thế nào được chấp nhận bởi những công ty forward ra sao? Thì các bạn cũng đã đủ hiểu rồi. Bitcoin có một cái gì đó nó khiến cho chúng ta sẽ đặt ra nhiều câu hỏi là có thật sự là có những chuyên gia tài chính hay là không? Có hai cách nhìn các bạn. Thứ nhất đó chính là họ thật sự không hiểu gì hết về Bitcoin. Thứ hai là họ rất hiểu về Bitcoin cho nên họ luôn tấn công bao nhiêu năm qua. Và các bạn cũng đừng có quên là Jimmy Diamond nói tùm lum về Bitcoin nhưng mà sự thật là JP Morgan là công ty trung gian của rất nhiều quỹ Bitcoin Spot ETF hiện tại các bạn. <laughs> không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi. Và chúng ta hãy cập nhật cái thông tin liên quan đến phần trăm Bitcoin lời thì các bạn thấy được là trong cuối tuần này đã giá cũng đã có cái sự tăng trưởng nhẹ lên thì chúng ta cũng thấy được là cái phần trăm có lời từ 90 phần trăm đã tăng ngược trở lên tới cái mức là 92.32 phần trăm hiện tại cái này tính tới ngày hôm qua tại vì chúng ta vẫn chưa có thông tin mới hơn nhưng mà giá đã có cái sự tăng trưởng nhẹ trong cuối tuần này thì cái phần trăm này có thể là tăng hơn một chút các bạn cái mà chúng ta muốn thấy đó cho dù là những cái thời điểm mà giá cả đi hàng ngang gì bạn cảm thấy nhàm chán nhưng mà nó rất cần thiết các bạn tại vì giá cả đi hàng ngang trong một cái phạm vi nào đó một thời gian dài thì những cái chỉ số này nó sẽ nguội lại tại vì thường đã từng chia sẻ với các bạn cùng một giá đó nhưng mà ngày này qua ngày nọ sẽ có người mới mua người cũ bán sẽ dẫn đến là cái chỉ số này nó sẽ nguội xuống các bạn và chúng ta hãy nói tới một số những cái chỉ số on chain khác đi thì trước hết chúng ta hãy xem coi là ngay bây giờ đã phần trăm đồng bảy có gì khác biệt hay không tại vì giá của BTC các bạn nhìn thấy được là ngay thời điểm bây giờ là 51 1730 thì nó cũng không có thay đổi nhiều rồi các bạn. Trên căn bản chúng ta đều biết là giá BTC đã trong phạm vi là 50.000 tới 52.000 một thời gian rồi. Trên căn bản đó giá Bitcoin vẫn chưa ra quyết định là sẽ đi về xu hướng nào các bạn. Tại vì ngay bây giờ đó chúng ta vẫn còn nhiều lệnh đòn bẩy ở trên thị trường. Các bạn nhìn thấy được đây là cái số lệnh đòn bẩy được thống kê bởi Crypto à, trong thời gian một năm qua thì rất rõ ràng các bạn nhìn thấy được là bắt đầu từ đầu năm nay đó cái đường màu xanh này đã có cái sự tăng trưởng nhanh sau khi mà có Bitcoin Spot ETF các bạn những lệnh đòn bảy đã tăng lên rất là nhiều rồi và tới bây giờ nó vẫn còn coi như mức cao trong vòng một năm qua các bạn và chúng ta hãy nhìn vào cái phần trăm đồng bảy được sử dụng thì trong vòng một năm qua đúng là cái phần trăm đồng bảy được sử dụng bây giờ nó đã thấp hơn nhưng mà nhìn vào cái chỉ số này từ đầu năm tới bây giờ thì vẫn cao so với lại cái mức đầu năm đó các bạn cao hơn một chút cái mà các bạn có thể hiểu đây đó là bây giờ tuy có nhiều lệnh đồng bảy nhưng mà cái phần trăm đồng bảy sử dụng so với một năm trước thì vẫn thấp hơn có nghĩa là nhiều người cũng không có dám chắc là giá bdc sẽ thực sự đi vào cái xu hướng nào? Các bạn có thể là đọc những thông tin trên mạng xã hội. Các bạn có thể nghĩ một chiều, các bạn có thể nghĩ là có nhiều người nghĩ là giá tăng, có nhiều người nghĩ là giá giảm. Nhưng mà trên căn bản đó, các bạn thích đọc thông tin nào thì sẽ có nhiều thông tin tương tự hiện lên trên mạng xã hội cho các bạn. Cho nên một trong những điều mà các bạn có thể xem đó chính là những lên đồng 7 bây giờ đó thì nó nghiêng về xu hướng nào các bạn và rất rõ ràng có nhiều linh đồng 7, phần trăm đồng 7 đó không có cao so với một năm trước đây có nghĩa là rất nhiều người họ thực sự là không có chắc xu hướng của Bitcoin sẽ ra sao nữa các bạn Tại vì ngay bây giờ đó, đi thùng refresh lại Các bạn nhìn thấy được là giá BTC ở thời điểm hiện tại là 51.823 Thì dựa theo cái tài liệu thanh lý đến từ Conclass cho ba sàn là Binance, OKX và Bybit Thì các bạn nhìn thấy được là cái chỉ số mới nhất cho thấy là nếu như mà giá BTC về khoảng chừng là 49.500 đô Thì sẽ có khoảng chừng 1.1 tỷ đô la lệnh long bị thanh lý ngay thời điểm này Và nếu như mà tăng lên tới mức là là khoảng gần 54.000 đô đó 53.930 thì cũng có khoảng chừng là 1.1 tỷ đô la bị thanh lý đây là lệnh short các bạn thì cả hai bên bây giờ các bạn nhìn thấy được là chỉ cần giá nhích về hướng nào thì sẽ có nhiều lệnh bị thanh lý và đương nhiên cái này là nó tính số tổng các bạn khi mà mọi thứ xảy ra như tôi chia sẻ đó thì nó sẽ khác một chút tại vì khi mà giá di chuyển thì những lệnh này nó cũng sẽ có cái sự thay đổi nhưng mà ngay thì đến bây giờ đó các bạn nhìn thấy được là BDC cũng chưa có ra quyết định là đi về cái xu hướng nào cái này nó chỉ ảnh hưởng đến nhưng mà nào mà đầu tư ngắn hạn mà thôi chứ còn dài hạn đó thì các bạn cứ tiếp tục chung mình giá cũng không có gì thay đổi hết các bạn nhưng mà có một điều đó càng ngày càng rõ ràng hơn là có thể là những thời đào bán nó cũng đã xong rồi các bạn. Chúng ta cũng đã nhìn thấy được là từ đầu năm tới bây giờ đã có nhiều đợt cái đường màu xanh này cao hơn cái đường chấm chấm màu đỏ. Nghĩa là những công ty đào đó họ bán nhiều hơn là trung bình 12 tháng qua. Các bạn nhìn thấy được là bắt đầu từ đầu tháng 2 tới bây giờ đó thì cái đường màu xanh này luôn nằm dưới đường màu đỏ nghĩa là cây thợ đào cả tháng này thực sự tốc độ bán đó đã giảm xuống rất là nhiều. Chúng ta nhìn vào một cái thông tin khác đến từ Crypto One cũng đo lường cái lực bán từ thợ đào. Đây là cái lực bán trung bình của những thợ đào đó trên những giao dịch thì các bạn nhìn thấy được là cũng đã có cái sự giảm xuống rồi. Nghĩa là cái đơn vị mà bán thường xuyên đó, chính là những công ty đào thì cái tốc độ của họ đã giảm rồi. Tại vì họ cần bán vào tháng 1 có khả năng cao là tại vì họ cảm thấy được là giá có cái sự tăng trưởng sau khi có Bitcoin Spot ETF cho nên họ muốn chốt lời để có thể là có cái chi phí để mà qua được Bitcoin bên. Tại vì các bạn nên hiểu là khi Bitcoin bên xảy ra sẽ có nhiều cái công ty đào họ phá sản. Thù nói trước để các bạn đừng có bị những thông tin làm cho mình lo lắng. Tại vì trên căn bản đó đợt bên nào cũng vậy. Các bạn cứ nghĩ đi các bạn là một công ty mà các bạn chỉ đào được rồi bán ra với cái chi phí đủ đi vận hành rồi lời một chút đỉnh mà thôi thì các bạn sẽ không thể sống sót qua được mùa harvest đâu tại vì khi mà harvest tới rồi đó ngay cái thời điểm đó cái số lượng tiền thưởng sẽ giảm đi phân nửa khi mà đào ra một lóc có nghĩa là thu nhập các bạn đó trong vòng ngay lúc đó sẽ giảm đi phân nửa ngay lập tức. Chỉ có những công ty đào lớn họ có quy mô, họ có thể là mua những máy đào tốt hơn và họ có tiền dự trữ thì họ mới có thể là tiếp tục kinh doanh và chờ đợi những công ty đào nhỏ phá sản để họ có thể là lấy cái thị phần lớn hơn và chờ đợi giá bịch còn tăng trở lại các bạn. Và khi mà những công ty đào nhỏ phá sản đó dẫn tới là tốc độ đào sẽ giảm xuống các bạn cũng sẽ nghe những thông tin đó. Nhưng mà cái đó là tạm thời thôi các bạn. Tại vì tốc độ đào giảm xuống độ khó đào cũng sẽ giảm xuống dẫn đến nhiều công ty lại bắt đầu đào mạnh hơn nữa các bạn dẫn đến tốc độ đào lại tăng trở lại đây là cái điều chúng ta đã từng chứng kiến qua những đợt halving Cho nên thường nói trước để các bạn à, có cái sự chuẩn bị Đừng có lo lắng như thông tin như là những công ty đào nhỏ sẽ phá sản Hay là cái tốc độ đào đột ngột giảm Cái đó là bình thường khi mà có halving xảy ra Rồi mọi thứ nó sẽ ổn định trở lại Một lực bán khác nữa đó cũng đã chậm lại rồi các bạn Thường tưởng đâu nó sẽ tăng lên Tại vì chúng ta đang chờ đợi xem coi khi nào họ mới bán hết cái số là 1.3 tỷ đô la GBTC đến từ công ty Genesis Nhưng mà tốc độ lại chậm lại các bạn Đó chính là chúng ta đang nói đến cái lực bán của Bitcoin Spot ETF từ Grayscale các bạn có thể nhìn thấy được là sau vài ngày tăng trưởng đó thì hai ngày cuối cùng của tuần vừa rồi, thứ năm và thứ sáu đó thì cái số lượng bán của công ty Grayscale đó đã giảm đi rồi các bạn, từ gần 200 triệu một ngày trước đó giảm còn có 55 triệu rồi giảm xuống còn có 44.2 triệu vào ngày thứ sáu và ngược lại chúng ta nhìn thấy được là hai ngày cuối cùng của tuần vừa rồi đó thì những công ty Bitcoin Spot ETF khác vẫn tiếp tục nạp thêm vào và chúng ta nhìn thấy được là cái dòng tiền vẫn là cái dòng tiền dương là 251 triệu cho ngày thứ năm và 232 triệu cho ngày thứ sáu. Nói chung đó thì các bạn nhìn thấy được là cái xu hướng bây giờ đó những công ty vẫn đang tích lũy rất nhiều Bitcoin cho cái quỹ Bitcoin Smart ETF của họ nhiều hơn cái lực bán từ Rayscale gấp mấy lần luôn các bạn. Và chúng ta vẫn tiếp tục thấy những đơn vị giống như là những người mà chúng ta không biết rõ là ai giống như là cái ví Mr. 100 này các bạn. Đây là một cái ví mà dựa theo cái thời gian thì có khả năng đây là một cái ví hoạt động trong giờ của châu Á. Nhưng mà chúng ta không biết được là ai và người ta gọi đây là cái ví của Mr. 100. Tại vì mỗi lần mà họ thu mua vào ví của mình thì các bạn thấy được con số là khoảng 100, 101, 102. Và chúng ta nhìn thấy được là ngày hôm nay thì lại tiếp tục tích lũy thêm nữa các bạn. Chỉ ngày hôm nay thôi đã tích lũy hơn 400 bịch khôi rồi Ngày trước đó cũng tích lũy Ngày nào chúng ta cũng nhìn thấy những động thái đến từ cái ví này hết Thì ví này là của ai chúng ta không biết Thì có một bạn cũng hay theo dõi những cái tài liệu on-chain Thì nói là khả năng cao là cái ví này đó là đến từ sàn Uptick Có nghĩa là Hàn Quốc các bạn thì không biết là một đơn vị nào đó Hàn Quốc đang tích lũy hay sao chúng ta không biết Chúng ta chỉ biết được là ở Hồng Kông và Hàn Quốc đó, thì bây giờ Hồng Kông thì họ đang tiến tới để có Bitcoin Smart thép rồi Nhưng mà ở Hàn Quốc đó, thì, thì bây giờ họ vẫn đang suy nghĩ có nên có Bitcoin Spot ETF hay là không Họ đang được khuyến khích để có Bitcoin Spot ETF Thì có khả năng là một công ty nào đó họ tích lũy Để chuẩn bị có Bitcoin Spot ETF riêng của họ Cũng có thể các bạn Các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới Hay là tin là ví của bạn nào thì hãy comment bên dưới đi <laughs> Tại vì thời gian này là cái thời gian của châu Á Thì ai biết được các bạn Có thể là một bạn nào đó đang xem kênh này Là chủ của cái ví 1AY kết thúc bằng UJP và chúng ta cũng tiếp tục nghe những cái thông tin là những cái công ty đầu tư mạo hiểm cũng đã trở lại thị trường này rồi các bạn. Chúng ta cũng đã biết là năm 2022 đó, nhiều công ty đầu tư mạo hiểm đã phá sản hay là họ đã rút ra khỏi thị trường này. Họ không có muốn đầu tư nữa. Bây giờ đã, họ đã bắt đầu trở lại. Chúng ta cũng vừa nói đến, thường nhớ là khoảng 100 triệu được đầu tư bởi cái quỹ A16Z của Andreessen Hollywood. Nhưng mà The Block Research cũng đã thống kê tổng số tiền đầu tư vào các dự án liên quan đến crypto và blockchain đã vượt quá mốc là 90 tỷ đô la rồi các bạn. Và các bạn thấy được là chi tiết đó thì chỉ riêng trong năm 2024 này đã có 230 thỏa thuận đầu tư với tổng giá trị lên tới là 1 tỷ 3 đô la. Chủ yếu là dành cho các dự án trong lĩnh vực DeFi, DePin. DePin là một cái câu chuyện mới của thị trường crypto các bạn. Cái này nó viết tắt cho cái chữ là Decentralized Physical Infrastructure. Có nghĩa là những cái mạng lưới phi tập trung nền tảng chúng ta có thể nghĩ đến là giống như chúng ta nói tới internet phi tập trung chúng ta có thể nói đến là cung cấp dịch vụ điện thoại phi tập trung vân vân hay là cung cấp dịch vụ bản đồ phi tập trung giống như là một số người đã họ gắn cái máy lên xe của họ rồi họ chạy vòng vòng thành phố để mà cung cấp dữ liệu bản đồ để chúng ta có một cái dữ liệu bản đồ phi tập trung mà không cần phải dựa vào Google nữa hay là chúng ta nói tới những dự án như là Helium các bạn các bạn có thể tham gia vào để mà cung cấp cho mạng lưới cung cấp một cái mạng lưới điện thoại phi tập trung đó là những cái gọi là D-Pin các bạn cần phải có một cái gì đó vật chất để các bạn tham gia vào mạng lưới phi tập trung đó là một cái câu chuyện mới hiện bây giờ chúng ta có NFT trò chơi và Web3 đây là những cái dự án mà thu hút được nhiều cái số tiền đến từ những cái quỹ đầu tư hiện tại và cái sự tăng trưởng này đánh dấu một cái bước tiến tới đưa tổng số vốn đầu tư vào lĩnh vực crypto từ năm 2017 đến bây giờ đã vượt quá cái ngưỡng là 90 tỷ đô la. Mặc dù là so với những năm như là 21 và 22 đó thì cái số tiền hiện tại vẫn còn tương đối là nhỏ các bạn, tương đối là khiêm tốn. Nhưng mà thị trường đã bắt đầu cho thấy những tín hiệu lạc quan hơn. Đặc biệt chúng ta có những cái thông tin như là Animoca Brands và Polychain Capital đã trở thành những cái tên đáng chú ý khi mà đầu tư vào hơn 50 dự án mới chỉ trong tháng 2 này và chúng ta có thể nhìn thấy cái thống kê đến từ block đó thì đúng là bây giờ tuy là chúng ta thấy đã có một cái sự gọi là sôi động trở lại nhưng mà cái số lượng tiền các bạn nhìn thấy được rồi, trong tháng 1 đó thì cũng đã tăng lại. Nói chung đó cái các bạn nhìn thấy là từ năm 2021 tới 22, đỉnh điểm là vào đầu năm 2022 thì cái số lượng đầu tư rất là nhiều nhưng mà sau đó chúng ta nhìn thấy được những quỹ đầu tư đó họ đã không còn đầu tư nhiều nữa và cho tới bây giờ đó rất rõ ràng là cái thời điểm gọi là tối tâm đó là vào tháng 8 của năm ngoái cho số tiền vào thị trường này rất là thấp các bạn khi mà nói tới những cái dự án được đầu tư bởi những cái quỹ lớn nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là trong vòng mấy tháng qua thì cũng đã có một cái sự tăng trưởng nhẹ trở lại đương nhiên không nào mà so sánh được với những cái thời điểm sôi động ngay bây giờ các bạn có thể nghĩ là đang sôi động nhưng mà nhưng mà nào mà đã trải qua những thời kỳ giống như năm 2017 và năm 2021 các bạn mới thật sự hiểu được sôi động như thế nào các bạn cái này chỉ là sự khởi đầu mà thôi chúng ta cũng có một cái thông tin cũng không phải quan trọng lắm đâu các bạn, thông tin này là liên quan đến SEC. Thì uh, SEC ở Hoa Kỳ đó họ cũng uh, đã trì hoãn và đang trưng cầu ý kiến của cộng đồng liên quan đến những cái đề xuất Bitcoin ETF options. Nghĩa là đây là cái đề xuất mà muốn có những cái lệnh option các bạn, nghĩa là quyền được mua và quyền được bán cho những cái ETF của Bitwise và scale nghĩa là đây là một cái ETF liên quan đến những cái lệnh phái sinh mà thôi nhưng mà bây giờ đó scc vẫn chưa có cho thông qua họ vẫn đang trưng cầu ý kiến hiện tại và cả thị trường crypto đó các bạn nhìn thấy được là bây giờ đã vượt qua 2,1 nghìn tỷ rồi Hôm nay vốn hóa tăng 1 trăm các bạn Tuy là giá Bitcoin đó không thay đổi nhiều Chỉ tăng có 0.3% so với ngày hôm qua mà thôi Nhưng mà Ether đã tiếp tục tăng trưởng các bạn Tăng 3.8% Cái sự sôi động đương nhiên là đến từ cái cập nhật kế tiếp của Ether Cập nhật Dan Kuhn thường đã chia sẻ đầu video Cũng giống như là chúng ta sẽ thấy nhiều cái sự sôi động trong những tháng tới liên quan đến Ethereum Spot ETF Và rất nhiều người họ nhìn vào biểu đồ giá của Bitcoin trước khi mà có Bitcoin Spot ETF và họ có cái sự liên tưởng là có khả năng Ether cũng sẽ có đường giá tương tự như vậy. Tới cuối cùng được thông qua hay không nó không quan trọng các bạn. Tại vì lúc đó, đó thì giá sẽ có cái sự tăng trưởng hay là điều chỉnh tùy theo là được thông qua hay không. Nhưng mà từ đây đến đó, cái suy nghĩ là có khả năng thông qua cũng có thể khiến cho giá cả tăng trưởng. Đó là suy nghĩ của rất nhiều người. Và Ether đã hơn 3.100 đô rồi các bạn. Và hôm nay là một ngày mà cũng có rất nhiều màu xanh trên thị trường. Như các bạn nhìn thấy khi mà chúng ta nhìn vào Crypto Bubbles. Và có nhiều bạn có hỏi thuận ngày hôm qua đó là chúng ta thấy Uniswap đó cũng tăng khá là đáng kể. Thì chuyện gì xảy ra vậy? Tại vì Uniswap đó trước đây hai ngày đã tăng 64% các bạn đã lên tới cái mức là à, khoảng chừng là 12 đô la bây giờ đó tuy đã điều chỉnh xuống còn có 10 đô 73 cent nhưng mà rất rõ ràng các bạn thấy được là từ cái thời điểm là ngày 23 tháng 2 đó thì lúc đó giá của Uniswap chỉ có 7 đô 13 cent mà thôi sau đó tăng vọt lên 12 đô rồi giảm xuống 10 đô thì vẫn có cái sự tăng trưởng các bạn và một trong những lý do đó chính là liên quan đến một cái đề xuất mới từ một lãnh đạo quan trọng của quỹ Uniswap nhằm cải tổ cái cơ chế ra quy định của giao thức. Chi tiết hơn nó đề xuất này sẽ phân phối cái phí của giao thức cho những người mà giữ đồng uni khi mà họ tham gia vào staking và quỹ thác token. Hiểu đơn giản đó là các bạn nếu như mà đang lưu trữ đồng uni này đồng Uniswap nếu như mà cái đề xuất này được thông qua bây giờ vẫn chỉ là một đề xuất mà thôi nhưng mà nếu như mà được thông qua các bạn tham gia vào quỹ thác và staking đó, thì các bạn sẽ nhận được một phần phí của cái hệ thống giống như là các bạn nhận được tiền lời khi mà lưu trữ Uniswap vậy các bạn thì đây có thể là một lý do lớn dẫn đến giá của Uniswap tăng mạnh như vậy Thuận đó thì bây giờ không có lưu trữ Uniswap Như bạn đã nhớ là Thuận mua Uniswap khi mà bắt đầu Lúc đó Thuận nhớ là Uniswap bắt đầu ở mức là 3 đô hay gì đó Rồi tăng vọt lên luôn các bạn Tới mức là khoảng 30 đô Thuận nhớ Để thuận xem coi là Uniswap tăng lên tới mức nào Thuận nhớ là Thuận bán ở cái mức là khoảng 20 mấy 30 đô đó Để Thuận xem coi hồi xưa nó lên tới mức nào các bạn Wow lên tới cái mức là 42 đô Các bạn đã nhớ là Thuận chia sẻ là Thuận bán đâu đó Ở cái thời điểm này các bạn Lúc đó là giá Uniswap khoảng chừng là 30 đô Và sau đó wow giá xuống cũng khá là thấp đó các bạn Cái mức thấp nhất đó chính là chỉ còn có 4 đô 31 cent mà thôi. Và ở phần cuối video này đây chúng ta sẽ cùng nhau trung bình giá account demo. Đây là một cái account demo thôi như các bạn đã cùng nhau tạo ra vào tháng 4 của năm 2022. Để nhắc lại đó chúng ta bắt đầu vào ngày 4 tháng 4 năm 2022 khi chúng ta bắt đầu trung bình giá 100 đô vào Bitcoin mỗi tuần và 100 đô vào Ether mỗi tuần. Lúc đó giá của Bitcoin là 46.622 các bạn và giá của Ether là 3.514 đô. Tuy bây giờ giá Bitcoin đã cao hơn cái mức đó nhưng mà các bạn đã nhớ là cái account demo này đó cái lúc mà Bitcoin trở về khoảng chừng là 20.000 đô đầu năm ngoái đó chúng ta đã bắt đầu có lợi rồi. Đó là cái sự lợi hại của trung bình giá khi các bạn trung bình giá dài hạn. Chúng ta bắt đầu trung bình giá từ mức 46.000 đô dài xuống cho tới khi Bitcoin chỉ còn có 15.000 đô rồi đầu tư ngược cho lên cho tới cái mức hiện bây giờ. Và chúng ta chọn 100 đô để cho nó dễ các bạn. Chỉ còn các bạn có thể là thử nghiệm với bất cứ cái con số nào. Và đương nhiên Thuận Dùng 100 đô để mà chung mình giá Bitcoin, chung mình giá Ether cho nó dễ các bạn và đây là hai cái đồng lớn trên thị trường để các bạn có thể hình dung được là ngay cả những đồng lớn mà nhiều người cho là không có di chuyển nhiều đó thì cái lợi nhuận nó sẽ là bao nhiêu khi các bạn chung bình giá dài hạn. Và các bạn nhìn thấy được là ngay bây giờ cái phần trăm có lời của account demo này đã là 91.29% rồi các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là ngay bây giờ đó thì Bitcoin đã cho chúng ta có cái lời là gần 100% và Ether có cái lời là 82.6%. Ngay cái thời điểm hiện tại khi chúng ta vẫn chưa có đạt đỉnh mới khi đạt đến mới rồi đó cái số phần trăm này sẽ hơn 100 và sẽ còn nhiều hơn nữa các bạn nhưng mà các bạn nên nhớ là khi chúng ta nói tới chung mình giá đó thì cái phần trăm lời đó là của tất cả các số tiền chúng ta đã chung mình giá nguyên cái danh mục đó luôn chứ không phải là một lệnh hay là một phần cho nên khi chúng ta nói tới chung mình giá cái phần trăm có lời có thể là không có nhiều như là nhiều bạn nói là ồ oh, khi mà đầu tư vào một đồng nào đó có thể lời 200 300 phần trăm trong khoảng thời gian này cái đó có thể là đúng các bạn nhưng mà cái các bạn đang nói tới đó chính là các bạn đầu tư một phần của cái danh một đầu tư hay là một lệnh mà thôi chứ còn chúng ta đang nói tới là cả danh mục đầu tư có thể có lợi nhuận như vậy là rất là đáng kể các bạn khi chúng ta chỉ nói tới những đồng lớn mà thôi và thuận hy vọng là có thể chia sẻ với các bạn được là ngay cả những đồng lớn như bitcoin và ether khi các bạn chung mình giải dài hạn đó thì các bạn hoàn toàn có thể là nhân nhiều lần cái tài sản của mình tuy là không nhanh nhưng mà hoàn toàn là có thể và cái rủi ro nó thấp hơn nhiều so với những cái đồng vốn hóa nhỏ hơn Những đồng vốn hóa nhỏ hơn đương nhiên cho các bạn nhiều cơ hội hơn nhưng mà rủi ro cũng tăng lên các bạn nhưng mà cái điều mà những đồng lớn như là bịch không ether đó chính là trải qua nhiều năm trải qua nhiều chu kỳ thì chúng ta sẽ có được cái lãi kép và hôm nay đó chúng ta sẽ cùng nhau để mà trung bình giá 100 đô vào Bitcoin và 100 đô vào Ether thì với cái mức hiện tại là 51.694 đô các bạn thì ở cái mức này đó chúng ta chỉ có thể mua được rất là ít Bitcoin tại vì khi mà giá tăng cao đó thì trung bình giá các bạn mua được rất là ít Bitcoin các bạn cho nên trung bình giá tốt nhất là khi mà giá đang giảm nhưng mà chúng ta vẫn sẽ tiếp tục cái cao đa màu này thì ở cái mức là 100 đô chúng ta có thể mua được là 0.00194 Bitcoin các bạn chúng ta sẽ bấm submit thì uh, đi hùng refresh thời gian này lại để các bạn nhìn thấy được là coi như chúng ta cũng đã trung bình giá xong cho Bitcoin ngày hôm nay và chúng ta thấy được là cái mức trung bình mà chúng ta mua từ tháng 4 của năm 2022 đến bây giờ là 25.984 đô cho một Bitcoin. Chúng ta có thể nhìn thấy được là đối với Ether đó thì cũng tương tự chúng ta sẽ mua 100 đô Ether ở mức là 3.102 các bạn. Con số nó đã khá là cao rồi. Chúng ta có thể nhìn thấy được là ở cái mức này chúng ta chỉ có thể mua được là 0.0323 Ether mà thôi. Thôi chúng ta submit thì coi như chúng ta cũng đã trung bình giá xong cho Ether của tuần này và cái mức giá trung bình chúng ta mua là 1705 đô thì ngay cả khi chúng ta nói tới là 100 đô và vượt không 100 đô vào, vào Ether là 200 đô mỗi một tuần có thể nói với nhiều bạn con số này rất là lớn các bạn nhưng mà tôi nghĩ là có nhiều bạn khác cũng có thể đầu tư con số còn nhiều hơn nữa các bạn có thể áp dụng thử nghiệm với bất cứ con số nào mà các bạn cảm thấy là các bạn có thể đầu tư dài hạn được hàng tuần hay là hàng tháng cái đó tùy theo mọi người mà thôi nhưng mà trong cái account này các bạn nhìn thấy được là nếu chúng ta thực sự đầu tư 100 đô và bitcoin 100 đô và ether thì chúng ta có thể nhìn thấy được là cái tổng số tiền đã bỏ vào từ tháng 4 cuối năm 2022 tới bây giờ là gần 2 năm là 37.609. Trong đó chúng ta có thể nhìn thấy được là cái số lượng tiền lời trong số này đã là 17.909 rồi. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Như mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance, AliX và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.